Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Lucy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị có tên là Không Một Mình. Ok, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Ồ, trời ơi, tôi rét quá. Tôi thật là ghét khi mà phải làm việc vào lúc buổi sáng. Ôi, sao tối thế nhở? Ôi, tối quá các bạn ạ. Thật là tối. Đây là cái gì đây? Đây là như kiểu là trứng chiên à? Đây có cái gì này? Anna, bạn có ổn không? Hy vọng là bạn đã có một cái giấc gọi là giấc ngủ tốt. Bởi vì cái căn nhà này thật là bừa bộn. Đây là lúc mà tôi cần bạn nhất. Tôi rất là tiếc bởi vì bạn đã phải gọi là quay lại làm việc sớm như thế này, nhưng mà gọi là các bạn bạn biết là nói chung là tình hình nó như thế nào mà. Tối qua chúng tôi có một cái gọi là bữa ăn nhậu, chơi bời, đập phá, và sáng nay khi mà John tỉnh dậy thì anh ấy cảm thấy rất là mệt. Nên là chúng tôi đã đi đến bệnh viện. Lũ trẻ thì vẫn đang ngủ. Chúng thức cả đêm qua đấy. Thì rằng là mà vậy thì là sẽ có một cái danh sách những việc cần làm ở trên cái mặt bàn. Chúng tôi sẽ quay về sớm thôi. Tôi tin rằng bạn sẽ làm được điều này. Bạn luôn làm được mà. Chúc bạn may mắn, Anna. Tôi chết rồi. Tôi thế là xong. Ở trên mặt bàn à, có một cái danh sách việc cần làm ở trên mặt bàn là cái này à? Không các bạn ạ, cái này là cái đồ ăn. Danh sách cần làm, ui dồi ôi, khiếp nhà này. Đây có cả cái áo này, ui dồi ôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào đây. Cửa này bị khóa. Cái đèn này có vẻ không 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 có tác dụng mấy các bạn ạ. Đây như kiểu là đèn bật lên nó cũng không có tác dụng mấy. Chúng ta cần phải đi tìm cái danh sách việc cần làm. Danh sách việc cần làm à? Danh sách việc sẽ có cả cái quần quần lót đây đây. Trời ơi, nhà này. Danh sách việc cần làm là cái nào nhỉ? Hơi tối các bạn ạ. Ôi, nhà này bẩn thế. Danh sách việc cần làm. Ui rồi. Đây. Dọn rác. Vứt rác. Nhặt quần áo, giặt quần áo, phơi quần áo, đánh thức bọn trẻ con dậy. À ok. Ok đấy. Làm nào để nhặt rác nhỉ? Làm nào để nhặt rác nhỉ? Các bạn bảo mình với, làm sao để nhặt rác nhỉ? Mình bình thường mình dọn nhà nó không thế này ý. Thật là tuyệt. Tôi mới được nghỉ có một tuần và họ đã gọi là phá tan nát nhà cửa ra như thế này. Các bạn biết không, nhưng mà thật là tốt khi mà không có ai ở nhà. Tôi nghĩ là tôi sẽ bật một bài nhạc. Thôi đừng bật nhạc các bạn ạ, bật nhạc thì nó sẽ bị đánh bản quyền của YouTube ấy. Nên là chúng ta sẽ không bật nhạc. À đây là đi đi lên gác. Ồ đây là hình như là chúng ta đang ở trong căn phòng nào đây này. À đây là phòng. Có vẻ như là có một cái cửa đằng sau cái máy giặt. Ồ, tôi không thể mở nó được. Cái sao lại có cái cửa đằng sau cái máy giặt là sao nhỉ? Ừ, vậy thì chúng ta sẽ vào phòng này xem sao nhá. Thề nhà cửa như thế này. Không biết là chúng ta sẽ dọn bắt đầu từ đâu nhỉ? À ở đây có đèn pin này. Ơ nhưng lại không sử dụng được. Thế nó mới lạ chứ. Ơ đi lên tầng được này. Từ 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 từ. Chúng ta phải dọn dẹp đã. Nhưng mà mình đang không biết là bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Thôi đi lên tầng nhé. Đi lên tầng xem sao. Cửa này bị khóa. Ồ. Tại sao lại thế nhỉ? Đây là phòng giặt là này. Đây là phòng giặt là này. Chúng ta nhớ được là có cái phòng giặt là đấy rồi nhá. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ dọn rác như thế nào nhỉ?
dọn rác như thế nào đây ta? Đó, đây là những điều, đây là bài nhạc mà tôi rất thích. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dọn dẹp thôi. Nhạc dọn dẹp có vẻ hơi ghê các bạn ạ. Có cái hộp, có cái cục Rubik ở trong trong góc phòng. Đây là phòng dọn dẹp này. Quên mất lại phòng dọn dẹp. À, đấy là phòng giặt là. Vứt đồ ăn linh tinh khắp phòng này. Chúng ta không đi lên trên gác được các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi ra đây. Bởi vì ở đây nó cũng có rác. Cửa này khóa này. Ở đây nó cũng có rác nhé các bạn ạ. Lúc chúng ta đi vào là chúng ta thấy rất nhiều rác. Đây này. Đấy các bạn thấy không? Rất nhiều rác luôn. Đâu nữa nhở? Đây này. Nhiều lắm. Trời ơi, nhiều rác. Ơ, hình như là chưa dọn hết hay sao các bạn ạ? Chưa dọn hết, chưa dọn hết. Vẫn còn cái gì đấy bị gọi là sót. Cửa này khóa này. Chúng ta vẫn còn thiếu một cái gì đấy. Để mình nhìn kỹ lại xem là chúng ta còn có cái gì mà chưa dọn không. Có vẻ như là chúng ta đã dọn hết rồi đấy. Lại nhìn. À, ở đây nữa này. Đây, 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 ở đây có nhiều này. Ui, đầy bao nhiêu luôn này. Còn 4 miếng nữa các bạn ạ. 1 này, 2, 3. Đây có cái xương gà ở đây này. 4. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi vứt rác. Trời ơi, nặng quá. Cần mang ra ngoài để vứt ngay. Ồ, đây là phòng dọn phòng ấy. Ở đâu nhỉ? Nhà nó hơi tối các bạn ạ. Đây đây đây, nó ở đoạn này. Đây. Chúng ta đi vứt rác các bạn nhé. Đấy, chúng ta dọn rác xong rồi đấy. Bây giờ là công việc của chúng ta là sẽ nhặt quần áo lên, cho vào giỏ và mang đi giặt, xong đó phơi quần áo. Rồi. Ơ, tại sao cái nhạc lại dừng nhỉ? Phải dừng nhạc chứ bạn. Không dừng YouTube nó đánh bản quyền chết à? Bạn này chả biết cái gì cả. Hình như là chúng ta lại phải đi bật nhạc các bạn ạ. Nhạc đâu nhỉ? Đây. Tôi không nhớ là tắt nhạc. Ok, bây giờ tôi sẽ có nhiều việc để làm. Tôi vẫn còn nhiều việc để làm. Chúng ta sẽ đi vào trong này. Trong này có nhiều này. Đồ lót này. Tất này. Sổi. Không hiểu nhà này ăn chơi thác loạn kiểu gì. Thật là bê tha các bạn ạ. Không thể chấp nhận được. Ồ, cửa này thì đã bị khóa. Đấy, có thể loại ăn chơi quần áo vứt toán loạn khắp nơi thế này. Đấy, những đứa bị OCD như mình rất là ghét luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi dọn ở đâu nhỉ? Trong này có không nhỉ? Trong này có các bạn ạ, trong này có quần áo luôn này.
Đây có một cái này, mình nhớ là ở trên mặt bàn ăn này cũng có một cái này. À không phải, mặt bàn ăn trong kia các bạn ạ, trong này. Đây đây, trong này. Ở đâu nhỉ? Nhà này nó hơi tối các bạn ạ. Đây đây đây. Nhiều lắm. Mình vừa nhặt cái gì lên đấy. Trong này có này. À, trong này là phòng giặt giũ rồi. Thế sẽ là trong phòng này chăng? Mình khá chắc là trong này có quần áo bẩn các bạn ạ. Đây đây đây, nó là căn phòng này đây. Còn hai cái miếng quần áo bẩn nữa mà mình đang không hình dung ra được là nó ở đâu. Các bạn có nhìn thấy cái miếng quần áo bẩn nó ở đâu không? Mình tìm mà mình nghe tiếng cửa mở các bạn ạ. Mình nghe tiếng cửa mở, cọt kẹt cọt kẹt. Ồ. Còn một miếng quần áo nữa thôi, nhưng mà mình đang không biết là nó ở đâu. Không biết là các bạn có nhìn thấy nó không? Nó ở đâu được nhỉ? Còn một miếng quần áo nữa các bạn ạ. Đấy, vẫn còn một miếng nữa. Không biết nó ở đâu luôn. Có lẽ chúng ta phải đi tìm kỹ hơn ở đoạn này, kiểu phải cúi mặt xuống đất mà tìm. Nhà nó tối quá, thế nên là không biết là ở đâu nữa luôn. Chắc là trong này các bạn ạ. Đèn pin thì vẫn không lấy được, không hiểu sao. Chắc trên này chăng? Cửa này khóa. Ô thế cái miếng quần áo bẩn còn lại nó ở đâu nhỉ? Các bạn có thấy không? Đây. Tối quá chả nhìn thấy cái gì cả. Bây giờ sẽ mang quần áo đi giặt các bạn ạ. Mang quần áo đi giặt. Phòng giặt nó ở đoạn nào nhỉ? Đây các bạn ạ. Rồi. Xong chúng ta còn phải đi phơi quần áo nữa cơ. Ui rồi. Đi phơi quần áo. Ok, bây giờ tôi sẽ mang nó sang cái máy sấy. À, nhà này nó hiện đại, nó có máy sấy các bạn ạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cần phải tìm một cái gọi là nguồn ánh sáng. Ok, chúng ta sẽ phải đi vào đây để lấy cái đèn pin các bạn ạ. Ồ. Ok, vậy là game đã kết thúc ở đây rồi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye. Bruh.